Nam sinh run như cầy sấy khi tỏ tình bạn gái trong lớp và cái kết ngọt lịm. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng có một thời thương thầm, nhớ trộm một người nào đó mà không dám nói, vì nói ra sợ bị từ chối thì ê kéo dài. Tuy nhiên, một bạn nam dưới đây thì lại khác. Bạn có đủ bản lĩnh và sự tự tin để bày tỏ tình cảm của mình với người con gái mình thích ngay tại lớp học, trước sự chứng kiến của các bạn trong lớp. Chỉ cần như vậy thôi là bạn nam đã chiến thắng được chính mình rồi. Còn việc bạn gái có nhận lời hay không thì tính sau. Đoạn clip dễ thương ghi lại cảnh một bạn nam tay cầm bó hoa rực rỡ, đang đứng trước một bạn nữ và nói những lời yêu thương, thổ lộ tình cảm của mình khi đã kìm nén bấy lâu. Chắc vì quá hồi hộp và xúc động, nên khi đang nói thì nam sinh đã run lên từng hồi, khiến những ai chứng kiến cũng hồi hộp chờ kết quả cuối cùng. Và một cái kết thật đẹp đã đến với em. Bạn nữ đã đồng ý nhận bó hoa mình tặng. Cảm giác tỏ tình thành công thật khó diễn tả, muốn hét thật to. Nhiều bình luận hài hước từ cư dân mạng để lại. Cầm hoa nhanh lên, tôi run lắm rồi nè. Em vậy là hơn anh rồi. Trước kia cấp 3 anh còn không dám nói ra cơ. Giống hình ảnh của mình năm lớp 10. Run cũng được, miễn sao dám tỏ tình như vậy là 10 điểm rồi. Hảo em trai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.